đây khoan là chúng ta bắt buộc phải như vậy thôi. Khối lượng kiến thức của chúng ta có thể gấp 3 đến 4 lần các chuyên ngành khác. Tuy từ thời gian học tập của đã nhiều hơn đúng không? Chúng ta sư tôi học cũng buồn lắm. Thật sự tới một thời điểm thì đôi khi mình cũng gọi là nhỉ, cũng buồn thẳng một chút xíu. Ngừng chảy nhưng mà không bền vững như vậy, nó phải bong ra bất cứ lúc nào, lại máu lại bất cứ lúc nào. Sau khi
tiểu cầu đã hình thành thì cái con đường đông máu nội sinh và ngoại sinh cũng đồng thời được hoạt hóa, đúng chưa? Đông máu có hai con đường nội sinh và ngoại sinh cho các yếu tố của thành mạch cũng như là các loại tiểu cầu. Chúng ta này nhớ lại cái phần đó. Kết thúc của quá trình đông máu với sự tham gia của 13 yếu tố đông. Mười hai các yếu tố đông. Đông máu là hình thành được cục máu đông hay là cục máu đỏ. Thì lúc này dòng máu tương đối bền vững. Cục máu đông sau khi được hình thành thì tiểu cầu ở trong đó bị gian thì trong đó nó sẽ tiết ra một cái men là retractogen. Retractogen này là gì? Làm cho cục máu đó co lại. Tác dụng là gì? Kiểu cho cái mép vết thương nó gần lại nhau để tạo điều kiện cho quá trình liền sẹo. Yeah. Thì quá trình liền sẹo không xảy ra được thì thông thường nó phải mất khoảng 2 giờ. Chính vì thế là một số các bệnh lý về đông máu, về cầm máu các bạn thường phải duy trì các biện pháp cầm máu trong vòng 72 giờ. Thì khi hóa sẹo rồi là cầm máu bền vững. Cục máu đông sau đó tan ra bởi cái gì ạ? Plasmin đúng không? Ok. Thì có một số vết sơ đồng, nội sinh và ngoại sinh. Thế thì chúng ta có ba yếu tố tham gia vào quá trình đông cầm máu là thành lập tiểu cầu và huyết tương, yếu tố đông máu. Thì chúng ta cũng sẽ có ba nhóm nguyên nhân gây chảy máu. Chúng ta đi cầm máu nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân thành mạch. Thì cái nguyên nhân này là ít gặp, được đánh giá trên lâm sàng là ít gặp. Nên thành mạch có thể bị tổn thương do các nguyên nhân sau. Các bạn cứ thể là kể ra ba nguyên nhân. Chấn thương có không? Có. Rồi nhiễm khuẩn có không? Có. Một số những bệnh lý như là gì ạ? Sốt xuất huyết nè, thứ nhất là bạn kể được rồi đúng không ạ? Một bệnh lý nữa là nhiễm khuẩn huyết do liên cầu. Liên cầu là mấy ông là bị gì ạ? Liên cầu lợn á, cầu lợn là mấy ông ăn tiết canh đúng không? Hay thường mấy ông biết cho liên cầu lợn là sẽ nổi các bản tin thường thường luôn. Và trước đây thì chúng ta hay gặp là nhiễm khuẩn huyết do não mô mô cầu gây xuất huyết. Rồi nhiễm phế cầu. Phế cầu thực ra là gì ạ? Liên cầu khuẩn Streptococcus pneumoniae mà Strepto là liên cầu, Staphylo là cục khuẩn cầu, Bacillus là trực khuẩn, đúng không? Thế thì vì sao bệnh nhân sau này các bạn học nhiễm phế cầu bệnh nhân sẽ ho khạc đờm màu thủy sắc là bởi vì gì ạ? Nó có xuất huyết, có hồng cầu nên là nó thoái biến sẽ có màu vàng của thủy sắc, có mùi tanh, đúng không? Rồi thứ hai là tổn thương thành mạch do một số thuốc hoặc là ure máu cao. Thứ ba là do tình trạng dị ứng như là bệnh viêm mao mạch dị ứng. Rồi, viêm mao mạch dị ứng. Viêm mao mạch dị ứng hay còn gọi là bệnh scoliosis thì nó sẽ tổn thương cái thành mạch và làm xuất huyết cho bệnh này rất là đặc biệt là nó sẽ xuất huyết đối xứng hai bên, thường gặp nhất là ở cái phần chi dưới mặt trước cẳng chân đối xứng hai bên. Rồi một số chấn thương, rồi một số trường hợp như là gì ạ? Thành mạch nó yếu ở những người già, các bạn thấy người già bị xuất huyết không? Có, hoặc là những người mà đạt được có cái cối thức nó làm cho cái thành mạch rất là mỏng. Sơ gan đã thắng được đúng không? Đây là cái hình ảnh của scoliosis. Thường là những cái chấm xuất huyết trải rác ở mặt trước cẳng chân và đối xứng hai bên. To yếu cả. Nguyên nhân thứ hai là do tiểu cầu. Tiểu cầu, đây là nhóm nguyên nhân hay gặp nhất trên lâm sàng các bạn. Có thể tiểu cầu nó tham gia vào quá trình cầm máu và với hai giai đoạn là kết tập và kết dính tiểu cầu. Kết dính và kết tập tiểu cầu thì nó phải đảm bảo được cả về mặt số lượng cũng như là chất lượng. Nó phải giải phóng được các yếu tố hoạt hóa tiểu cầu
thì nó mới thành lập được cục tiểu cầu, đúng không các bạn? Đây là những cái bất thường về số lượng tiểu cầu như là tăng hoặc giảm tiểu cầu đều có thể gây chảy máu, trong đó chúng ta hay gặp hơn là giảm tiểu cầu. Thế thì giảm tiểu cầu có thể do gì ạ? Thứ nhất, tủy xương giảm sản xuất tiểu cầu, vì tiểu cầu vẫn là một tế bào máu cho tủy xương sản xuất ra. Gặp cho bệnh lý gì? Suy tủy, được chưa? Thứ hai là do gì ạ? Tăng phá hủy tiểu cầu trong máu ngoại vi. Nguyên nhân thứ hai là tăng phá hủy tiểu cầu trong máu ngoại vi. Thì gặp cho những trường hợp gì? Có xuất hiện kháng thể kháng tiểu cầu như là sốt xuất huyết, cường lắc hoặc là giảm sốt huyết giảm tiểu cầu tự miễn. Tăng cái cục tiểu cầu máu ngoại vi. Giảm chất lượng tiểu cầu thì ít gặp các bạn. Các bạn có thể gặp một số bệnh bẩm sinh và di truyền như là suy nhược tiểu cầu, loạn nhịp tiểu cầu. Thì dạ, một cái số bệnh nó không có khả năng tiểu cầu như bệnh Willebrand, rồi sử dụng các thuốc là ức chế chức năng của tiểu cầu như là aspirin, các thuốc chống đông. Là các nguyên nhân do gì ạ? Là do thiếu các yếu tố đông máu trong huyết tương. Nguyên nhân này, thứ nhất là chúng ta sẽ gặp những cái rối loạn về sinh thromboblastin. Các bạn nhớ được thì ghi, cảm thấy khó nhớ quá thì các bạn ghi cho cô là gì ạ? Hemophilia này rồi. Hemophilia là bệnh gì? Ưa chảy máu hoặc là bệnh máu khó đông. Chúng ta có ba thể hemophilia là hemophilia A, B và C. Trong đó hemophilia A và hemophilia B là di truyền trên nhiễm sắc thể giới giới tính, di truyền lại nhiễm sắc thể giới tính ít. Nên là nó sẽ có số lượng là thường gặp ở nam giới hơn nữ giới. Mẹ truyền cho con trai đúng không? Nhớ không? Di truyền học quá hết chứ? Quá chứ. Cái môn đó hồi xưa của cô là không khó quá. Tiên lượng xấu. Rồi, lưu ý các bạn, hemophilia C là di truyền lại trên nhiễm sắc thể thường, nên có thể gặp cả nam và nữ như nhau hết nha. Thứ hai là thiếu prothrombin. Prothrombin là một phức hợp gồm 4 yếu tố là 2, 7, 9, 10 do gan sản xuất với sự có mặt của vitamin K. Nên những trường hợp suy gan, đúng không? Rồi dạ, tắc mật thì đều bị giảm cái này hết. Tắc mật thì tại sao lại bị giảm prothrombin? À đúng rồi, vì vitamin K là vitamin tan trong dầu nên bắt buộc phải có mật thì nó mới hấp thu được. Được chưa? Nên trên lâm sàng chúng ta sẽ có một cái nghiệm pháp để phân biệt được thiếu prothrombin này do gì ạ? Do tắc mật hay do suy gan, và các bạn làm nghiệm pháp gì ạ? Nghiệm pháp K. Thiếu phytinoxen cũng do gan tổng hợp, nên những trường hợp suy gan phytinoxen cũng giảm.
mặt bóng mất huyết tương vì các yếu tố đông máu chúng ta làm đâu trong huyết tương. Thứ ba là những cái trường hợp đông máu nội mặt lan tỏa DIC. DIC đông máu nội mặt thì các bạn nghe qua thì thấy rất là bệnh lý gì ạ? Tăng đông chứ đúng không? Đông máu nội mặt mà thế tại sao nó lại là xuất huyết? Thực ra là do gì? Do metionine nó đã sử dụng để đông máu trong cái lòng mạch, những cái vi cục máu đông rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó sử dụng quá nhiều fibrinogen rồi, nên khi thành mạch bị tổn thương cần fibrinogen thì là sao? Không có, đúng không? Nên biểu hiện chủ yếu của bệnh lý này lại là chảy máu. Rồi một cái là gì ạ? Có chất kháng đông lưu hành như là heparin. Các bạn ơi, các bạn học chăm chỉ vô dùng vô một tí. Hôm bữa đi chấm bài cái gì không? À, ho ra máu của bệnh lý xuất huyết. Và các bạn biết cho chuyện gì không? Heparin. Thôi thì thà biết thì thôi đừng biết, mà biết thì cũng phải suy nghĩ một chút xíu xem heparin là cái gì mà các bạn lại biết cho bài thi như vậy. Bệnh nhân đang bị chảy máu và truyền heparin nữa thì sao? Máu rầm đó, thù người ta đó. Yeah. Đây là ba cái nhóm nguyên nhân thường gặp nhất. Đừng đưa học tiếp nhé. Rồi chúng ta qua cái lâm sàng một chút xíu đi. Chúng ta nghĩ về khám lâm sàng, các bạn khám gì? Thứ nhất, với các bệnh nhân xuất huyết, bạn nên hỏi vật bệnh sử. Thì bạn hỏi bệnh nhân là xuất huyết này là lần đầu tiên hay là tái phát nhiều lần rồi? Nếu là đầu tiên thì thường là các bệnh lý cấp tính thôi, ví dụ như là xuất huyết. Nhưng mà nếu là tái phát nhiều lần thì thường là liên quan tới các bệnh lý về máu như là giảm tiểu cầu hoặc là rối loạn đông máu, hemophili chẳng hạn. Rồi thứ hai nữa là bạn hỏi gì ạ? Hoàn cảnh xuất huyết nó tự nhiên hay là sau một sang chấn? Thường xuất huyết ở những vị trí nào? Nếu như mà ở tay chân thì có thể là do gì ạ? Cho va chạm, đúng chưa? Nếu như mà chỉ ở mặt trước chẳng trên tối xứng hai bên thì là viêm gan hoặc dị ứng. Nếu như mà đã rác khắp thân mình thì là liên quan tới các bệnh lý về đông trong máu. Nếu như mà chỉ ở khớp thôi thì có thể liên quan tới hemophili. Các bạn nghe lần đầu có thể chưa thẩm thấu được hết thì các bạn về đọc bài lại. Rồi các triệu chứng đi kèm có sốt hay không, đúng chưa? Sốt huyết kèm sốt cao thì có thể là gì? Sốt huyết, đúng không ạ? Rồi giới thì nam hay gặp hemophili, còn nữ thì hay gặp sốt huyết giảm tiểu cầu. Tiền sử thì các bạn hỏi về các bệnh lý gan mật, bệnh hệ thống, các bệnh lý dị ứng có hay không, hoặc là có sử dụng các thuốc chống đông cho bệnh lý tim mạch hay không. Về gia đình thì có ai bị bệnh lý chảy máu tương tự hay không, đặc biệt là mình hướng tới nhỉ? Theo một phiên đi, chúng ta gặp hiểu không? Hiểu chứ đúng không? Thứ ba là thăm khám lâm sàng thì các bạn phải mô tả cho con các hình thái của xuất huyết. Trong đề bài đề thi của cô có một câu là mô tả các hình thái của xuất huyết, thì thường các bạn lại chỉ mô tả một cái hình thái duy nhất là xuất huyết dưới da thôi. Nhưng thực ra chúng ta có tới 4 hình thái của xuất huyết về mặt lâm sàng, trong đó hay gặp nhất là xuất huyết dưới da là xuất huyết dưới da. Thế thì xuất huyết dưới da tùy theo kích thước của cái nốt xuất huyết mà chúng ta sẽ mô tả bằng những cái từ khác nhau. Thứ nhất là chấm xuất huyết,
nếu như kích thước nó giảm nhỏ đi đầu năm nó giống như sốt xuất huyết của các bạn á, thì bạn kêu là các chấm sốt huyết, thì chưa? Thứ hai, nếu mà kích thước lớn hơn một tí, từ 1 cho tới 10 mm hoặc dưới 1 cm thì bạn gọi là nốt xuất huyết. Nếu mà nó lớn hơn nữa, từ 1 tới 10 cm thì bạn gọi là mảng xuất huyết. Bắt đầu từ cái hình thái mảng xuất huyết này, bạn có thể quan sát được sự biến đổi màu sắc theo thời gian. Đầu tiên, mới xuất huyết bạn thấy có màu gì ạ? Thường là đỏ sậm, đúng không? Cho máu khác khỏi mặt mặt, máu thì có màu đỏ. Sau vài ngày bạn bắt đầu thấy màu gì ạ? Tím, xong tới màu gì? Xanh, xong tới màu gì ạ? Vàng, rồi cuối cùng là gì? Biến mất. Sở dĩ vì sao có sự thay đổi màu sắc này? Vì nó bị là quá trình giãn hóa của hemoglobin. Nó trải qua các giai đoạn như là gì? Màu xanh thì là của cái gì ạ? Bilirubin. Màu vàng là của gì? Bilirubin, đúng không? Và sau đó nó được hấp thu và biến mất. Yeah, nó sẽ có những cái biến đổi màu sắc như vậy. Thứ hai nữa là trên lâm sàng bệnh nhân hay hỏi các bạn là gì ạ? Thời gian bao lâu thì cái mảng này của tôi nó xuất đi, đúng không ạ? Người ta quan tâm lắm bởi vì nó liên quan tới thậm chí thẩm mỹ, tôi không ai của tôi các bạn mảng cầm đi khắp nơi đâu không, đặc biệt là ví dụ như là vợ chồng mà là ôm với nhau ngoài chồng rồi dạ bàn tay với vợ ở tí đó. Đi đâu thì ta cũng hỏi rất là ngàn, đúng không? Thế thì tùy theo màu sắc và kích thước của cái mảng xuất huyết mà chúng ta sẽ có cái thời gian nó biến mất. Mảng xuất huyết mà lớn á thì thông thường nó phải mất từ 2 đến 4 tuần nó mới gì ạ? Mới biến mất hết được. Yeah. Màu thì màu sắc bạn có thể đánh giá được cái độ tuổi của cái mảng xuất huyết. Như màu đỏ thì thường từ 0 đến 2 ngày. Màu tím thì từ 2 đến 5 ngày. Màu xanh thì từ là gì ạ? 5 đến 7 ngày. Màu vàng phải mất từ 7 đến 10 ngày mới đạt được lúc đó. Và cuối cùng là gì ạ? Biến mất thì phải mất là gì? Từ 2 đến 4 tuần. Rồi một số hình thái khác. Nếu như mà tại một vị trí các bạn nhiều chấm, nhiều nốt, nhiều mảng thì bạn sẽ gọi là gì? Đám xuất huyết. Được chưa? Rồi thứ hai nữa là gì? Tiếp theo là nếu mà xuất huyết tại thành cái bề ngoài, ví dụ như bạn cọ một cái gì đó đúng không? Hoặc là nó xuất huyết ở cái khuỷu tay, khuỷu chân thì các bạn có thể là mô tả là bệnh xuất huyết. Rồi một hình thái cuối cùng của xuất huyết dưới da đó là ổ máu tụ dưới da. Ổ máu tụ dưới da thường là do những cái chấn thương mặt hoặc là những cái bệnh lý về mạch máu. Thế thì nếu như các hình thái trên nó gần như là phẳng với mặt da, nó phẳng, nó không có gờ lên gì hết và nó không đau, thì những cái ổ máu tụ này nó thường gờ lồi lên. Và sao ạ? Ấn vô sẽ đau vì nó chèn ép vào các tổ chức xung quanh, chèn ép vào các dây thần kinh. Thế thì thái độ xử trí với cái ổ máu tụ này như thế nào? Thái độ xử trí với ổ máu tụ này như thế nào? Nếu ổ máu tụ nhỏ thì tự động nó sẽ tái hấp thu hết. Nếu ổ máu tụ lớn thì đôi khi chúng ta phải thích rặt để tránh những cái biến chứng như là nhiễm khuẩn, áp xe hoạt. Nhưng không nên thích rặt ngay khi mới xuất huyết, bởi vì lúc đó ổ máu tụ đang có vai trò như một cái băng ép để chặn các mạch máu lại. Thường là chúng ta có thể là để 1 để khoảng 2-3 ngày sau chúng ta bắt đầu thích rặt khi mà cái quá trình cầm máu của chúng ta đã giảm, đã tương đối giảm vẫn rồi, thì chúng ta có thể thích rặt nó. Và các bạn có thể cho thêm kháng sinh phòng ngừa bội nhiễm rồi mà chúng ta thích rặt sẽ tốt hơn. Nha, đừng mới chảy máu xong rồi vô đi, xảy ra là không cần máu được đâu các bạn. Còn nếu mà nó cứ càng lúc càng chảy mà nó gây các biến chứng về gì,
Vì chữ chèn ép thì chúng ta cũng phải xử trí sớm để tùy thuộc vào lớp xe. Rồi, thứ hai, đối với cái video thì lại phải mô tả vị trí. Mô tả hình thái, sau đó mô tả vị trí. Vị trí thì các bạn sẽ trở lại nguyên nhân. Được chưa? Thứ ba, hình thái thứ hai là xuất huyết niêm mạc. Xuất huyết niêm mạc thì có thể là gì nhỉ? Chảy máu ở niêm mạc đường tiêu hóa, ở niêm mạc của gì? Của tử, tử cung. Niêm mạc đường tiết niệu, niêm mạc đường hô hấp, niêm mạc mũi, răng miệng là xuất huyết niêm mạc. Xuất huyết niêm mạc. Thế thì lưu ý về tổng lâm sàng của các bạn, xuất huyết dưới da và xuất huyết niêm mạc sẽ gợi ý tới cái nhóm nguyên nhân tại thành vật hoặc tại tiểu cầu. Yeah. Xuất huyết dưới da và xuất huyết niêm mạc nguyên nhân thì sẽ tại thành vật hoặc tại tiểu cầu. Đây là một số hình ảnh của xuất huyết. Rồi, hình thái thứ ba là xuất huyết tạng. Xuất huyết tạng thì có thể gặp xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết trong tử cung, xuất huyết thận, xuất huyết phổi hoặc là xuất huyết não. Xuất huyết não thì thông thường các bạn sẽ thấy máu chảy ra trên các con đường đó, do và xuất huyết tạng nó là tổn thương mạch máu nhưng không phải do dẫn nguyên nhân bệnh lý về thành mạch mà là do gì? Do các bệnh lý nội tại tại tạng, chủ yếu là do các bệnh lý nội tại tại tạng. Ví dụ ho ra máu thì gây do gì? Đau, đau phổi không? Xuất huyết tiêu hóa thì do viêm lết dạ dày tá tràng chẳng hạn, đúng không? Thì thường là do bệnh lý tại cơ quan, không có giá trị gợi ý nguyên nhân. Rồi, và cuối cùng, hình thái cuối cùng là xuất huyết trong tổ tổ chức, trong cơ, trong khớp và đôi khi là trong các màng cơ khớp của các màng. Thì cái xuất huyết này nó gợi cho chúng ta một cái nguyên nhân, đó là hemophili. Hemophili đặc biệt là thích nó gì ạ? Chảy máu vào khớp, nó có thể gây cứng khớp, gây tàn phế cho chúng ta. Đôi khi nó sẽ xuất huyết vào màng bụng. Có trường hợp một em bé nhỉ, tầm 5 đến 6 tuổi thôi và vô với tình trạng là gì? Rất là đau bụng, phải nắm chặt bụng thì dương tính. Rồi sau khi đó là siêu âm và sau khám lâm sàng thì có dịch ổ bụng, chọc dịch ra thì có gì? Có máu, chọc dịch ra thì có máu. Và sau đó bệnh nhân này được hướng tới hemophili và định lượng thì bị là hemophili A. Hemophili A là thiếu yếu mấy? 8, đúng rồi. B là 9, C là 10, 11 ha. Thì bây giờ là hết các hình thái về mặt lâm sàng. Rồi cuối cùng rất mạnh xong thì chúng ta sẽ quan trọng lắm. Cảm ơn lâm sàng, buổi sau nha. Yeah.